Chương 6, 2 phần 3 Ngay sau khi vừa hạ cánh xuống sân bay Cuba, đồng chí Tổng tư lệnh đã thông báo ngay với Bộ Chính trị những đề xuất của Việt Nam. Những biện pháp cụ thể đã được áp dụng một cách khẩn trương, cũng như Hà Nội, lần đầu tiên không có gì được biết trước. Và như vậy, sau mấy ngày phi đen từ Hà Nội trở về, Osmani Suvetgos đã tìm gặp Antonio Menendez Sinvero, 40 tuổi. Đảng viên Cộng sản đang làm việc tại công ty xuất nhập khẩu máy móc xây dựng và đội phó Manuel Santana Ona, đảng viên Cộng sản con trẻ của ngành công binh, thông báo cho hai ông biết rằng họ có nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi sự thận trọng rất cao, bởi vì nhiệm vụ này là để giúp đỡ cho cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Sau đó ông đã trao bản danh sách đầu tiên mà Việt Nam yêu cầu, với Santana làm trưởng đoàn cả hai người phải bay sang Hà Nội ngay và thông báo với những người xây dựng quân sự của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa những ý kiến của Cuba dựa trên kinh nghiệm của mình về thành phần các binh đoàn xây dựng và máy móc để mua những thiết bị này ở Nhật Bản. Sự mở đầu thực tiễn của nhiệm vụ đã mang đầy đủ đặc điểm của một chiến dịch bí mật. Thật là may mắn, một buổi trưa ở Hà Nội, Sứ quán Cuba nhận được điện thoại từ sân bay gọi về. Vinh, người phiên dịch Việt Nam làm việc cần mẫn như một con ong, rất ngạc nhiên thông báo rằng vừa có hai đồng chí Cuba, một bác sĩ và một nhà báo vừa đến sân bay và yêu cầu đồng chí đại sứ ra đón họ. Mặc dù đã có những cán bộ khác đảm đương công việc đó, tôi quyết định sang Gia Lâm. Một công việc mất rất nhiều thời gian bởi vì phải đi qua con sông Hồng bằng cầu phao. Chiếc cầu Long Biên do Pháp xây dựng đã bị ném bom và hỏng nặng khi tới sân bay cùng đồng chí tùy viên quân sự Diego Gonzalez, tôi nhận ra ngay người gọi là bác sĩ với chiếc vali trên tay. Chính là chuyên viên ngoại thương Antonio Menendez và người phóng viên với chiếc máy ảnh chính là đội phó Manuel Santana. Khi chỉ còn tôi với hai đồng chí đó, họ đã nói rằng đồng chí Cienfugos đã cử họ sang và họ có mang theo một danh sách tên các thiết bị để mua ngay lập tức với trị giá 2 triệu đô la và nếu như cần thiết có thể tăng gấp 3 lần. Trong buổi nói chuyện đầu tiên, Santana đã tiết lộ với tôi một điều mà sau này rất có lợi là anh đã ở Việt Nam cùng với một nhóm người của Bộ Quốc phòng chuyên ngành công binh tìm hiểu tại chỗ kinh nghiệm của cuộc chiến tranh phá hoại. Trong dịp đó, Santana đã kết thân với một số sĩ quan Việt Nam. Ngay lập tức, tôi thân trinh gọi điện cho Bộ Quốc phòng Việt Nam và yêu cầu được nói chuyện với tướng giáp. Họ đã nói với tôi là đại tướng không có ở Hà Nội. Sau này tôi biết là tướng giáp ở trong Nam. Tôi lại làm một động tác khác để đồng chí thủ tướng tiếp tôi nhưng cũng nhận được một lời giải thích tương tự. Trong trường hợp này, chuyến đi của thủ tướng Phạm Văn Đồng sang Moscow cũng bí mật như chuyến đi của tướng giáp, có liên quan đến những chiến sự sẽ diễn ra do phía Sài Gòn. Trong tình thế đó, tôi đã yêu cầu gặp tổng tham mưu trưởng. Sau 2 tiếng đồng hồ, trời đã quá về chiều. Tôi được thông báo rằng một đồng chí phó tổng tham mưu trưởng sẽ tiếp chúng tôi vào lúc 18 giờ. Trước đó tôi đã giải thích sự có mặt của hai phái viên bộ quốc phòng Cuba. Điều này làm tôi ngạc nhiên, bởi vì có nghĩa là mời chúng tôi dự một bữa cơm ngoại giao. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa, là đúng là chỉ có thế, không có gì hơn. Sau phần giới thiệu nghiêm túc một vị tướng của Việt Nam mời chúng tôi ngồi vào bàn, nói chuyện với chúng tôi một cách chung chung về cuộc chiến tranh, nhắc đi nhắc lại tình hữu nghị và đoàn kết chiến đấu không gì phá vỡ nổi giữa Việt Nam và Cuba, đặc biệt là sau chuyến đi thăm lịch sử của đồng chí Tổng tư lệnh Fidel Castro. Sau những lời chúc mừng, vị tướng lại mời chúng tôi và ba sĩ quan Việt Nam có mặt trong buổi tiếp. Điều này có nghĩa là không phải chúng tôi là người khởi xướng ra cuộc gặp gỡ về thiết bị sang phòng bên để uống trà thế có nghĩa là tạm biệt khi cả tám người đã ngồi quanh bàn trà tất nhiên có cả một đồng chí phiên dịch việt nam tôi đề nghị vị tướng đi cùng tôi sang phòng ăn mà tôi biết rất rõ ở đó có một tấm bản đồ việt nam rất lớn treo ở trên tường vị tướng dẫn tôi đi chỉ có một mình tất nhiên là tôi phải ra hiệu cho đồng chí phiên dịch ở lại cùng mọi người trước tấm bản đồ tôi nói với đồng chí đó bằng tiếng việt nam rằng fidel đã cử hai người sang việt nam đi mua những thiết bị cần thiết nhằm mở rộng con đường hồ chí minh đồng chí đại sứ nói với tôi vấn đề gì vậy tôi không hiểu đồng chí có muốn tôi gọi phiên dịch không không xin đừng gọi tôi sẽ nói chậm đường hồ chí minh hai đồng chí đó đến đây để làm việc với các đồng chí về những thiết bị xây dựng mở rộng con đường đó con người đó rất mảnh khảnh Suốt cả thời gian chỉ mỉm cười Đến cái đầu hói của ông cũng như vậy Đã trả lời tôi Đồng chí nói về con đường nào vậy Tôi nói với vị tướng là được thôi Và đề nghị ông ta hỏi lại đồng chí tổng bí thư đảng Lê Duẩn Hoặc ai cũng được Tôi cũng nói với vị tướng rằng Chúng tôi cảm ơn ông đã mời cơm Và sau đó chúng tôi sẽ về sư quán Tôi cũng nói với vị tướng đó là Santana Có một vài người bạn ở binh chủng công binh của quân đội Việt Nam sau khi vị tướng hỏi về những người đó và ghi tên chính xác vào quyền sổ của mình tôi nói với những người đi cùng là đã đến giờ ra về trên đường về ngồi trên xe của tôi satana đã thay bộ quân phục bằng bộ quần áo dân thường tất nhiên trước đó chúng tôi đến gần bộ quốc phòng satana đã làm ngược lại hai giờ sau chính vị tướng nọ đã gọi điện xin lỗi tôi và hẹn gặp tôi vào ngày hôm sau tôi yêu cầu santana và menendez chịu trách nhiệm việc này vì bây giờ là đến phần kỹ thuật. Hai đồng chí này đã phải ở lại hai tuần trong khi nghĩ rằng chỉ ở hai ngày vì một lý do rất hợp lý là do hoàn cảnh chiến tranh. Những người Việt Nam quen nghĩ về những cách giải quyết tối thiểu nhất khi phân tích khái niệm về những con đường mà đường Hồ Chí Minh sẽ mở rộng. Họ hiểu điều này là hàng nghìn những con đường mòn mà họ đã quên mình tạo ra cho đến lúc đó có thể sẽ được mở rộng ra chút ít và vững chãi hơn. Hàng trăm km đường đã được mở bằng chủ nghĩa anh hùng hơn là kỹ thuật. Chính sự nhận biết đó đã đưa các đồng chí Việt Nam yêu cầu một số thiết bị theo những quyền hướng dẫn sử dụng đã cũ, giống hệt như danh sách mà Osmani đã cầm về từ Hà Nội và trao cho Santana và Menendez. Phía Cuba khuyên thay đổi một số thành phần của đội quân và một số thiết bị khác. Cuối cùng những ý kiến đó cũng đã được chấp thuận. Điều này đã được tướng Giáp nói ra trong bữa cơm thân mật tiễn hai đồng chí Cuba về nước. Tôi đã mời đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng, người mà tôi đã nói chuyện hôm đầu tiên và sau đó cùng với đồng chí này, tướng Giáp đã đến nơi ở của tôi mà không hề báo trước. Tướng Giáp trông rất lạc quan. Tôi vẫn nhớ đại tướng nói rằng: "Tôi rất nhớ ngày làm việc với đồng chí Raul Castro để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Sẽ đến lúc chúng tôi giành được thắng lợi." và thắng lợi đó cũng là của Cuba và điều đó sẽ không còn lâu nữa. Các đồng chí hãy nói với Fidel rằng tôi đã không đi cùng Fidel vào miền Nam được bởi vì tất cả xảy ra quá nhanh và tôi không kịp sắp xếp công việc. Khi biết tin Fidel đang ở miền Nam, tôi đã huy động tất cả lực lượng có thể. Fidel thật là đã mạo hiểm, đó là điều không bao giờ chúng tôi quên được. Sau đó ít lâu, ban lãnh đạo đảng chuyển tôi sang nhiệm vụ khác và Raul Fonel, người tham gia cuộc tấn công dinh tổng thống Batista năm 1957, được cử làm đại sứ ở Việt Nam. Trước khi rời Việt Nam về nước vào đầu năm 1974, tôi đã đến chào từ biệt các vị lãnh đạo và rất nhiều bạn bè Việt Nam ở Hà Nội. Khi đi qua Viên Trăn, thủ đô của Vương quốc Lào, nơi cũng vừa mới chấm dứt chiến sự, tôi đã gặp các vị lãnh đạo của mặt trận dân tộc yêu nước những người đã tặng tôi một thanh gươm làm kỷ niệm về những năm tháng cùng cộng tác. Thanh gươm này tôi muốn trao lại cho thủ tướng Phạm Văn Đồng, người đã xin lỗi tôi vì không có gì tặng tôi và đã nói với tôi những lời không hề có một chút gì ngoại giao. Van der Vivo, tôi không tặng anh cái gì cả, bởi vì anh luôn luôn ở trong chúng tôi. Việc mua các thiết bị cho con đường bằng tiền mặt với những quan hệ buôn bán tốt đẹp giữa Cuba và Nhật Bản không xảy ra một vấn đề gì phức tạp cả tuy nhiên vẫn cần phải đánh lạc hướng những cơ quan gián điệp sừng sỏ trên thế giới về mục đích thực sự của nó vì vậy để tranh thủ được thời gian người ta đã quyết định một cách không đầy đủ về số hàng đó là gì để cho mọi người có thể hiểu được là không có gì giấu giếm cả và ở cảng hải phòng các thiết bị sẽ được làm sáng tỏ menendez nói một cách bình tĩnh cả báo chí tokyo cũng đang tin rằng những thiết bị Cuba mua là để sử dụng ở Việt Nam. Tất cả nhân viên trên con tàu có nhiệm vụ nhận hàng, được viên thuyền trưởng giải thích rằng hàng sẽ đưa về Cuba. Nhưng cuối cùng, con tàu đi đến đích cuối cùng của nó. Theo cách này, việc vận chuyển hàng mất đi tính cấp thiết và cho người ta đoán rằng có thể những người Cuba chuyển những thứ cần dùng cho công việc xây dựng một con đường dân dụng ở Việt Nam mà mọi người đã biết khi biết người nhận cuối cùng lại là một nước đang có chiến tranh. Tất nhiên, Cuba không thể dễ dàng có được sự tín nhiệm bình thường. Những người bán yêu cầu trả tiền ngay và phải có giấy ủy quyền. Điều này Menendez đã chấp thuận. Ngoài việc giảm sút do cách thức giao dịch, Cuba đã nhận 10% bổ sung cho việc coi nhẹ sự tham gia kỹ thuật Nhật Bản trong việc huấn luyện những người điều khiển máy và kỹ thuật viên trong cái mà người cung cấp yêu cầu. Điều này đã gây nên một điều nguy hiểm, việc mua bán không có đảm bảo. Vì chiến dịch kết thúc vào giữa tháng 11 và tháng 12 năm 1973, chỉ hai tháng sau chuyến đi thăm Việt Nam của Fidel, trong thời điểm của cuộc khủng hoảng dầu lửa làm giá cả tăng vọt, những người Nhật Bản bắt đầu đòi tăng giá các thiết bị. Và lúc này, Menendez đã đưa ra một lý do rất chân thật rằng hàng mà Cuba mua là hàng dân dụng các anh hãy trả giá cho chúng tôi vì chúng tôi quảng cáo những sản phẩm của nhật bản chúng tôi đã chấp nhận không có gì đảm bảo và chúng tôi đã đưa thiết bị tới một nước thứ ba và tới một nước có uy tín như việt nam cả thế giới sẽ nói về họ và menendez bây giờ anh kể đi thật thú vị khi nói với những người bán hàng nhật bản những lời cuối cùng để tiết kiệm thời gian và để lời đề nghị được thực hiện và chúng tôi hiểu rằng không thể trông chờ ở những nhà tài chính Tokyo được. Phía Cuba cho đóng hai kiện hàng giúp việc mua bán. Kiện hàng thứ nhất là cho những thiết bị xây dựng hiện đại, đá lát và các phòng thí nghiệm lưu động, các xe vận tải, các thiết bị về mặt đường, giải nhựa. Công việc này đặt cho hãng Konatsu. Kiện thứ hai là các xe tải tự đổ và gỗ đặt cho hãng Nissan. Các thiết bị đều là loại hảo hạng và một vài thiết bị như xe vận tải tự đổ và các xe vận tải mark kawasaki các xe bánh hơi là những thứ mà lúc bấy giờ ở cuba cũng không có việc gửi hàng ghi là tới la habana và chỉ có torres thuyền trưởng của tàu yamas thực sự biết nó được đưa tới đâu tôi cần phải nhắc lại là torres và tàu của anh ta đã có vinh dự được thả neo ở bến cảng hải phòng một địa điểm trực tiếp bốc rỡ hàng chiến lược trong suốt cả thời gian Nixon và Kissinger ra lệnh giải mìn phong tỏa cảng cùng cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam. Cùng với tàu Zige do thuyền trưởng Roberto Chang chỉ huy, tàu Imat đã bám trụ kiên cường. Tôi nhớ Torres chỉ huy nhân viên của mình với con tàu trao đảo vì mất thăng bằng giữa một trong những trận bom Mỹ thường lệ khi một con tàu của Ba Lan không có nhân viên trước đó đã bị đánh chìm gần cầu tàu đã nói với những thủy thủ dũng cảm của mình rằng con tàu có thể run rẩy nhưng không ai được run như con tàu. Và chính anh là một trong những người đề nghị chúng tôi gửi điện về cho đồng chí Tổng Tư lệnh. Đề nghị đăng lên báo Granma khẳng định rằng tất cả những người Cuba có mặt ở Việt Nam không bao giờ để người phải hồ thẹn và sẽ xứng đáng với tấm gương của người. Trong khi mua các thiết bị, việc thực hiện điểm thứ hai đã thỏa thuận với Fidel được tiến hành. Người sang Cuba để đào tạo một nhóm gồm 6 lãnh đạo và kỹ sư và 37 chuyên gia về thiết bị xây dựng và giao thông trong 7 tháng. Nhóm này đã tới Cuba vào tháng 11 năm 1973 và trở lại Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 1974. Chúng ta sẽ thấy sự quan trọng của việc kết hợp mua thiết bị và đào tạo nhân sự. Thời gian thúc giục và đồng hồ chiến tranh không bao giờ chịu chạy chậm cả qua theo dõi các nguồn tin ngoại giao và báo chí thế giới. Cho đến lúc này, kẻ thù vẫn hoàn toàn không biết mục đích chính của việc mở rộng cấp tốc con đường Hồ Chí Minh để có thể đến tận nơi sung yếu nhất của chế độ tay sai nếu nó còn tiếp tục chính sách phá hoại Hiệp định Hòa Bình và thiết lập lại những xung đột. Cũng có một khả năng khác, tôi nghĩ, có thể Mỹ hoài nghi thật và đã giấu kẻ đồng minh của mình sự thật kẻ mà Mỹ đang muốn bỏ mặc theo số phận sau khi đã biến nó thành một thế lực quân sự hàng đầu ở Đông Nam Á và hàng không thì đứng thứ năm hay thứ sáu gì đó trên toàn cầu. Đây là học thuyết Nixon. Mục tiêu của nó là Việt Nam hóa chuyển sang sự lựa chọn duy nhất cho chính quyền Mỹ đương đầu với sự thất bại về chiến lược không thể đảo ngược trên thế giới và ngay tại nước Mỹ vì cuộc chiến tranh đó. Lầu Năm Góc vẫn còn muốn tiến hành chiến tranh và chiến thắng nó trong khuôn khổ nhất định và với lực lượng bên ngoài. Để hiểu được sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam, cần phải tổng kết quy mô của cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Năm 1968, chống lại một lực lượng quân sự khổng lồ nhưng đã thối rữa bên trong. Những trận tiến công và nổi dậy làm cho Mỹ không kịp trở tay đã nổ ra cùng lúc tại 6 thành phố, 44 huyện lỵ, hàng trăm làng xã, đường cái quan và các cơ sở của địch. Cuộc tiến công và nổi dậy này đã phá vỡ bộ máy ngụy quyền Sài Gòn và tiêu diệt nhiều sinh lực và phương tiện chiến lược của chúng. Loại khỏi vòng chiến 147.000 tên địch, trong đó có 43.000 tên Mỹ. Phá hủy 200 kho nhiên liệu, 250 kho quân trang và đạn dược. Dùng 160 xe tăng đánh vào 60 căn cứ không quân, tiêu diệt hàng trăm máy bay trên mặt đất, xe tăng và xe bọc thép cũng như chủ của mình, chính quyền Sài Gòn khi công nhận Hiệp định Paris muốn Việt Nam hóa chiến tranh. Hà Nội lại muốn Việt Nam hóa hòa bình và không lo ngại một cuộc chiến tranh do Mỹ ngoan cố gây ra nhưng bằng máu của người khác. Trong những ngày đó, nhà báo nổi tiếng Winfred Burgess đã cho thế giới thấy rằng Bunker, viên đại sứ Mỹ chính ở Sài Gòn đã nói trong một cơn say Chúng ta sẽ đổi màu da của những xác chết tổng kết một cách khéo léo cái gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Tư liệu mở Unboxing File xin tạm dừng để chú thích. Ở Sài Gòn có hai đại sứ Mỹ vì tầm quan trọng của địa bàn này đối với Washington. Xin trở lại nội dung bài viết. Viên đại sứ Italia tại Sài Gòn và kiêm nhiệm đại sứ ở Campuchia đã dì tai tôi câu nói đó tại Phnom Penh. Ông ta rất bực mình khi nghe bâng cơ nói câu đó trong một cuộc chiêu đãi. Tôi hỏi viên đại sứ Italy rằng Có gì phiền cho ông nếu tố cáo sự biểu thị dã man ấy Với nét mặt của một giáo chủ Ông nói với tôi Tôi không phải là người nói ra câu nói khó chịu đó Và câu nói đó được nói ra trước mặt một số đại sứ khác Chẳng lẽ vô liêm sỉ đến mức ấy Để nói một cách đàm tiếu Người ta cho rằng đó là câu chuyện của một kẻ say Đi cũng dở, ở không xong Đó là Việt Nam hóa Và chính vì thế nó đã kết thúc như nó phải kết thúc. Trong hoàn cảnh đó, tiến hành những công việc cho con đường là hợp lý đối với Việt Nam. Việc một nhóm người Việt Nam ở Cuba có liên quan gì tới việc này? Họ lao động có kỷ luật và nhiệt tình cao và đặc tính riêng. Cái đặc tính này có thể làm cho họ vẻ vang với công việc. Khi một số người trong nhóm họ bị tái phát sốt rét, một căn bệnh thông thường ở Việt Nam, và được đưa đến bệnh viện Hải quân, nhờ các bác sĩ và đồng chí đại sứ Việt Nam mãi mới thuyết phục được họ cho lấy máu để làm những xét nghiệm cần thiết. Hàng thế kỷ trong tiềm thức dân gian của người nông dân châu Á có một lòng tin rằng cho máu sẽ làm cơ thể yếu đi. Trong thực tế, điều đó chứng tỏ họ lo lắng chăm chút cho những cơ thể kém sức đề kháng do thiếu dinh dưỡng. Chuyến đi của các vị lãnh đạo Việt Nam và những cố vấn Cuba tập trung ở vùng Syria Metra và Pinares de Mayari để giới thiệu với các bạn Việt Nam hiểu về đường núi mà trong tương lai họ sẽ làm ở những vùng hoang vu của Việt Nam. Đó là điều mà những người đi cùng tâm niệm. Trong thực tế, Bộ Chỉ huy của Bộ Quốc phòng đã cho các đồng chí Việt Nam thấy tương lai và đường giao thông trong hòa bình mà trong điều kiện của Việt Nam, trong khuôn khổ mở rộng con đường Hồ Chí Minh, có thể phục vụ cho chiến tranh trong trận chiến đấu quyết định cuối cùng nếu như chế độ ngụy quyền gây ra. Tuy nhiên, lòng tin to lớn lẫn nhau được thiết lập giữa Leon và Silva và các nhà lãnh đạo Việt Nam, giữa những giáo viên của trường nghiệp vụ La Coca ở Campo, Florida và những người điều khiển máy của Việt Nam đã bao trùm tất cả. Không bao giờ người ta nói tới con đường Hồ Chí Minh chưa một lần nào kể cả việc nói tới những trận ném bom mà họ đã chứng kiến rất nhiều lần ngoài ra những người bạn việt nam còn tránh việc nói với những người bạn cuba nói chung rằng sau này họ sẽ trở về việt nam để áp dụng những điều đã được học ở cuba leon và cha con cũng chẳng đi cùng với những người được mời hoặc cùng với những người cuba đã được chọn để thi hành nhiệm vụ cái tương lai mà họ biết rất rõ tóm lại hoàn toàn bí mật Việt Nam có những kỹ sư được đào tạo tốt ở Hà Nội hoặc các nước xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, những điều kiện khách quan buộc họ phải làm trên con đường Hồ Chí Minh, những chiếc cầu bằng nguyên liệu thô sơ của địa phương. Có nhiều khi dùng nguyên liệu thô sơ đó để buộc che hoặc chốt chúng lại trong những trường hợp cần thiết. Họ không sang Cuba để phát hiện ra địa Trung Hải, có nghĩa là vịnh Bắc Bộ. Cùng một lúc sự cần thiết phải chuyển sang một kỹ nghệ mới mà các bạn việt nam rất chú trọng ở đất nước chúng ta theo như họ nói đã được củng cố trong những người xây dựng việt nam những cuộc tham quan các con đường ở rừng núi những nhà máy bê tông đúc sẵn và giải đường nhà máy trộn bê tông các công trình lát đá và các cầu cống đang xây dựng đã không làm mất nhiều thời gian trong việc sử dụng các phương pháp có hiệu quả nhất nhằm đạt được những kết cấu vững chắc nhất lúc đó đề cập đến sự xuất hiện của loại xe tăng hạng nặng có ít cầu cống được áp dụng kỹ nghệ mới trong toàn bộ hệ thống đường chiến lược nhất của việt nam và toàn đông dương điều này là do một sự kiện lịch sử sài gòn đã phá sản trước thời gian dự tính sự suy sụp nhanh chóng này đã góp phần vào công việc xây dựng một cách nhanh và có hiệu quả trong việc hoàn thiện những con đường tốt hơn có liên quan tới chuyến đi cuba của những chuyên gia việt nam việc sử dụng những thiết bị chúng tôi mua ở Nhật và có liên quan tới cả sự tham gia của những người gọi là vận động viên bóng chày Cuba mà họ chính là huấn luyện viên. Trong cuộc phản công được thực hiện nhanh chóng hơn rất nhiều so với địch dự tính. Thật rủi ro cho chúng trong cuộc phản công. Đó lại có cả sự hợp tác giữa công binh và xây dựng Cuba, Việt Nam. Sự gắn bó đầu tiên của Cuba với con đường Hồ Chí Minh được Bộ Quốc phòng Cuba tiến hành năm 1967 trong suốt thời gian từ tháng 1 đến tháng 12. Đó là một nhiệm vụ quan trọng thay mặt Đảng và chính phủ Cuba hoàn thành hai mục tiêu: nghiên cứu thực tại những kinh nghiệm của Việt Nam trong cuộc chiến tranh nhân dân và tỏ tình đoàn kết của Cuba với Việt Nam, nguyện cùng chia sẻ những nguy hiểm. Bộ trưởng Quốc phòng đã tín nhiệm giao cho tư lệnh Omar Ismogen, một chiến sĩ quân khởi nghĩa và là một thành viên của tổ chức tiễu phỉ trước đây chỉ huy công việc cùng bốn sĩ quan khác thâm nhập vào chính giữa trái tim của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Các anh đó là Đại úy Manuel Bravo, Thượng úy Raúl Miranda và các Trung úy Manuel Mideda và Diallo Galoso. Sau khi giải thích cho Omar tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ, vì Mỹ đã hoàn toàn tham gia vào cuộc xâm lược Việt Nam, nơi mà vận mệnh của chúng tôi cũng được quyết định. Đồng chí Raul Castro nhấn mạnh đến sự mưu trí. Sự mưu trí này là rất nhiều và chỉ đến bây giờ mới được công bố công khai rằng nó đã được thực hiện một cách thắng lợi. Mặc dù là hiện nay Cuba đã tiếp thu được tất cả những khái niệm của cuộc chiến tranh nhân dân. Đồng chí Raul hướng dẫn đoàn sang Việt Nam được coi như là một đoàn nông nghiệp những người sĩ quan của chúng tôi phải chuẩn bị cho mình sức khỏe để có thể đi qua được những con đường gần như ảo tưởng của đường Hồ Chí Minh, mà mỗi ngày là một gánh nặng hơn cho chính quyền Mỹ. Điều bất ngờ đầu tiên là khi đoàn vừa từ Bắc Kinh đến Hà Nội bằng tàu hỏa, thì đã có đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đón với bó hoa lay trên tay và với một nụ cười của những người bạn thân quen, mặc dù chúng tôi mới chỉ nhìn thấy đồng chí đó lần đầu điều bất ngờ thứ hai là sự đặt tên của đoàn điều mà vào sâu trong các con đường rừng là gia đình lê chuyên làm các việc nghiên cứu nông nghiệp tuy nhiên càng đi sâu vào phía nam sự bí mật càng ít hơn vì tất cả nhân dân đều tham gia trực tiếp vào chiến tranh sau một tháng rưỡi ở hà nội hoàn thành việc chuẩn bị sức khỏe và dự các buổi gặp mặt mà trong đó các sĩ quan cao cấp việt nam đã giới thiệu về tình hình miền nam và triển vọng của nó. Những người Cuba đã nói chuyện với tướng giáp trước khi lao vào những việc mới mẻ. Trong cuộc gặp gỡ đó, với một giọng trang nghiêm, đại tướng nói: "Các đồng chí phải thận trọng, không được bị thương. Thật là rắc rối nếu như điều đó xảy ra. Các đồng chí bị thương phải được chăm sóc ở một nhà dân và sau đó lại không muốn ra đi để lại tình cảm yêu mến cho toàn thể nhân dân chúng tôi, với nhân dân của Fidel và Raul." Trong suốt quãng đường đi bộ dài ngày, câu chuyện của họ tôi được nghe chính từ đôi môi của các anh ở miền Bắc, ở các cánh rừng Nam Bộ và ngay cạnh Sài Gòn. Oma và các đồng chí của anh luôn nhắc lại lời nói của tướng giáp, vì những trường hợp để xảy ra không thiếu. Trong bộ quân phục Việt Nam và cũng đôi dép cao su Hồ Chí Minh, vì nếu đi giày thì sẽ gây nguy hiểm là người dân tưởng lầm là bọn Mỹ. Các anh đã chứng kiến những lúc cực kỳ nguy hiểm như là lúc đi qua đèo mụ dạ khi nghe oma bravo mà miranda nói tôi nhìn lại chính tôi trong một cái hang đá và trên vũng nước đã xảy ra đối với tôi chính là cái điều xảy ra trên những ngọn đồi đèo tử thần mà nhân dân thường gọi trong một ruộng lúa gần những bãi phân châu cuộc chạm trán đầu tiên với bom b năm mươi hai cùng đi với chúng tôi có trung tá hoàng đại úy vi một bác sĩ một đồng chí khác bên an ninh và năm thanh niên Việt Nam với một ngành nghề đa dạng nhất trên thế giới. Vừa là những người thăm dò, chuyên trở, nhà bếp, người lính và đây cũng là một biểu tượng trong sáng nhất của lòng yêu đời của tuổi trẻ Việt Nam đã làm cho Việt Nam trở thành người chiến thắng một đất nước mạnh nhất hành tinh. Một đất nước luôn kiêu căng về một tiềm lực cho đến lúc đó không gì thắng nổi. Một thí dụ về không khí bao trùm mà các bạn Cuba biết đến là luôn luôn diễn ra ở tất cả các chiến trường, kéo dài hàng chục năm là phong trào thi đua của các chiến sĩ, các trạm giao liên khác nhau trên suốt con đường mòn. Giải thưởng cho những người nổi bật nhất trong cảnh giác, chiến đấu hay vận tải là mang hộ các đồng chí Cuba những chiếc ba lô đến nơi nghỉ tiếp theo. Hệ thống của các trạm giao liên được bố trí như sau. Đầu tiên là những trạm nhỏ và cứ đến khoảng 3 đến 4 trạm như vậy là đến trạm lớn hơn. Mỗi trạm thường có một tiểu đội với nhiệm vụ chống lại bọn thám báo Sài Gòn và chuyên chở hàng hóa đến trạm sau. Ngoài ra, họ còn phải dỡ hàng ở các xe vận tải xuống. Những xe này chỉ được đi ban đêm và với ánh sáng của đèn gầm và chăm sóc những đoàn quân đi qua khu vực, đặc biệt là những người thương binh. Ở mỗi một trạm có một bếp hoàng cầm, bao gồm một hố đào ở dưới đất có mấy lỗ nhỏ thông hơi để làm cho khói bay ra xa nơi đun nấu nơi được che đậy kín, lửa cháy bập bùng và trên đó là nồi cơm. Gần như là món ăn duy nhất. Những người bạn Cuba cũng như tất cả mọi người khác đều vác gạo trong những cái bao mà có một cái tên gọi rất hợp là ruột tượng. Thỉnh thoảng có cá ăn và một vài lần khác là thịt khỉ hoặc thịt voi. Những thành viên của đoàn chúng tôi đi sâu vào tuận quân khu 5 và dưới nó là căn cứ quân sự nổi tiếng ở miền Nam, Đà Nẵng mà không bao giờ biết chính xác mảnh đất mình đặt chân tới. Họ nhớ rằng cho đến vĩ tuyến 17, họ đã đi trên chiếc xe Jeep và đã thấy sự tồn tại song song hai con đường. Một con đường cơ giới hóa và một con đường khác. Ở gần đó nhưng được bảo vệ là con đường bộ. Bốn tầng lớp người đàn ông và đàn bà đi và đến bất chấp những cuộc tấn công của B-52, C-100 và con ma. Những phi công của các máy bay này sử dụng tất cả những phương tiện điện tử hiện đại nhất để tấn công tất cả những gì chuyển động ở phía dưới. Loại người đầu tiên, tất nhiên phải là quân đội. Con đường đã đóng góp cho mặt trận miền Nam những chiến sĩ mới mà cũng là một lúc xung quanh nó đầy những quân xâm lược Mỹ. Những người Cuba đã nhìn thấy trong đoàn quân những người nhái mà chính Obama đã quen biết và những người nhái này đã lập chiến công đánh chìm tàu chiến địch ở cảng Sài Gòn. Những người chiến sĩ này đã được trung úy hải quân của chúng tôi sàn tốt huấn luyện. Một vài đơn vị đi xuống và một số khác lại đi lên phía bắc. Loại người thứ hai qua lại ở đó là người của miền Nam đi ra hậu phương xã hội chủ nghĩa để học tất cả những gì về quân sự và dân sự mà họ thấy cần thiết, kể cả những người đang rèn luyện ở các trường sĩ quan, các trường chính trị và các trường nghệ thuật. Loại người thứ ba là những người ở các trạm gác từ các cơ sở đi đến các khu miền qua các trạm giao liên. Loại người thứ tư là đồng bào địa phương. Như là một sự tò mò, những người Cuba đã chú ý xem những người dân tộc miền núi đã đóng góp sức lực của mình vào cuộc chiến tranh như thế nào. Họ dẫn đường và giúp các chiến sĩ vượt qua những con sông rộng lớn hoặc leo lên những ngọn núi cao 2.000 mét của dãy Trường Sơn. Những người Cuba cũng nhìn thấy họ trao đổi những sản phẩm thu hoạch như thuốc lá sợi để lấy muối. Họ rất thích trao đổi nếu như nhận được từ những người lính những ống pháo sáng nhãn hiệu Mỹ để treo nó lên trên trần những ngôi nhà sàn thô sơ nhỏ bé của họ. Trong những chi tiết rất tò mò mà gia đình Lê nhắc đến là những người Việt Nam nói chung đều biết khi nào xảy ra những cuộc ném bom lớn với kinh nghiệm của bản thân và có thể do điệp viên của Liên Xô các máy bay B-52 đều cất cánh từ đảo Guam. Làm sao có thể quên được là ở các trạm giữa những trận ném bom luôn luôn có các sinh hoạt văn hóa, kể cả chiếu phim. Chỉ huy của mỗi trạm thường đãi khách theo thói quen, một chén nước chè đặc và nếu như không có thì là một cốc nước nóng và cùng lúc thông báo tỉ mỉ những gì đã xảy ra trong khu vực, trong khuôn khổ của cuộc chiến tranh và những điểm chính luôn luôn được nhắc tới không bao giờ có thể quên được những thanh niên mà phần lớn trong số họ là nữ đã cống hiến thân mình để sửa chữa những tuyến đường của con đường Hồ Chí Minh ngay sau khi vừa kết thúc cuộc tấn công của các máy bay Canberra hoặc F105. Cũng không thể nào quên được những cuộc hành quân 10 giờ một ngày đi suốt nhiều ngày đã làm cho Oma gầy đi 27,6 kg. Nhưng ngược lại làm cho Bravo béo lên 0,46 kg. Về cây cối, gợi nhớ đến một màu xanh mênh mông của mây, tre và rừng quế, tất cả đều bị tan phá bởi chất hóa học làm trụi lá cây. Oma và những người khác cũng nhớ lại những con vắt ẩn ở nách và phần bộ hạ mà mỗi lần kiểm tra bao giờ cũng có. Thế còn cảm tưởng sâu sắc nhất, người con gái ấy, Oma nói, đã đưa chúng tôi nhiều lần qua cùng một dòng sông. Miranda nhấn mạnh 36 lần. Bravo ngắt lời, đúng, chị ta gầy hơn tôi và vác trên vai mình một vật nặng hơn gấp 2 lần cơ thể của chị.